Trong những ngày hè tháng 6 thì nhiều phụ huynh lựa chọn thư viện làm điểm đến cho con em mình. Để đáp ứng nhu cầu này thì thư viện tỉnh tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc nhỏ tuổi, góp phần hình thành và nuôi dưỡng thói quen đọc sách từ khi còn nhỏ. Phòng đọc thiếu nhi gắn với không gian trưng bày hơn 10.000 đầu sách hay dành cho các em, được thiết kế hiện đại, trang trí bắt mắt. Các giá sách được sắp xếp dưới dạng kho mở, thuận tiện và khoa học, giúp các em dễ dàng tìm được cuốn sách yêu thích. Từng góc nhỏ trong thư viện đều có các độc giả nhí say sưa đọc. Đối với bé Nguyễn Phương Như, kỳ nghỉ hè này tuy không đi du lịch cùng gia đình, nhưng vẫn không nhàm chán. Các buổi sáng cuối tuần, em dành thời gian đến thư viện tỉnh để thỏa niềm đam mê đọc sách. Số lượng sách truyện thiếu nhi phong phú và không gian đọc sách lý tưởng ở thư viện luôn khiến bé hào hứng. Em là Nguyễn Phương Như, em ở Thủ Dầu Một, em hay đi đọc sách. Em thích cuốn sách Chàng Quỳnh nhất vì cuốn sách Chàng Quỳnh đó hay và thú vị. Các bạn nhỏ thường đến thư viện rất sớm để đọc sách. Dịp này thư viện tổ chức nhiều hoạt động bổ ích như tổ chức ngày hội sách hè với chủ đề Bí kíp đọc sách để học giỏi. Hoạt động nhằm giúp các em biết cách chọn sách cho phù hợp với yêu cầu và lứa tuổi. Hầu hết là các em đến đây đều được ba mẹ dẫn đến, hoặc là anh chị, ông bà. Cũng có một số em thì là từ các cái trường học giới thiệu đến. Trong ngày hội sách thì các em sẽ được tham gia các cái hoạt động đọc sách cũng như là được hướng dẫn các cái kỹ năng đọc sách. Ngoài ra, các gia đình đang háo hức chuẩn bị trang trí gian hàng cho lễ ra mắt câu lạc bộ gia đình đọc sách vào ngày 15 tháng 6 tới. Hoạt động này không chỉ nhằm tạo thói quen đọc sách cho các bé, mà còn thúc đẩy sự gắn kết giữa các bé và cha mẹ, cũng như tăng cường mối liên hệ giữa các gia đình với nhau. Mình cho bé đọc sách từ lúc nhỏ. Mỗi ngày mình dành cho bé là 15 phút, ít nhất là 15 phút để đọc sách. Thì đối với mình thì việc đọc sách là khiến mấy mẹ con gần nhau hơn. Ngoài ra thì bé cũng không có nhiều thời gian để mà đam mê vào điện tử. Với việc đổi mới các hoạt động phục vụ, thư viện tỉnh là điểm đến lý tưởng cho thiếu niên và gia đình dịp hè. Tại đây các em sẽ có một sân chơi lành mạnh và bổ ích, trải nghiệm thế giới sách phong phú, khơi dậy niềm đam mê khám phá tri thức, cũng như kích thích trí tưởng tượng và sự sáng tạo của bản thân.